Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bếp Yên Bình Video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách làm bánh bột mì rán Nguyên liệu và cách làm món bánh này thì nó rất là đơn giản dễ dàng Nhưng bánh làm xong ăn rất là thơm ngon Bước đầu tiên mình sẽ sử dụng là hai quả trứng Mình dùng một quả hoặc là hai quả cũng được Tiếp theo mình sử dụng là 1 gam muối và 70 gam đường Bây giờ mình dùng đũa hoặc là cái phới, mình đánh cho trứng nó lỏng ra và cho đường nó tan ra một xíu. Tiếp theo mình cho vào tô trứng là một bọc sữa tươi có đường 220 ml. Và mình sử dụng 200 g bột mì, mình chia nhỏ bột ra mình cho vào nhiều lần để bột nó dễ thấm hút nước hơn, rồi mình khuấy đều mình trộn đều cho cái tô bột này nó mịn màng đến khi bột nó không còn lợn cợn ốc trâu nữa nha. Hỗn hợp bột mình khuấy đến khi nó đặc sệt mịn màng, bột đó không còn lợn cợn ốc trâu như vậy là được rồi. Bây giờ mình lấy màng bọc thực phẩm, mình bọc kín cái tô bột này lại, rồi mình ủ bột 30 phút để cho bột nó nở ra một chút. 30 phút sau mình quay lại mình đi làm những cái bước kế tiếp. Tô bột lúc này mình ủ đã được 30 phút rồi Bây giờ mình lấy cái phá mình trộn đều lên một chút Phần bột mình đã chuẩn bị xong rồi Bây giờ mình đi rán bánh nha Mình cho dầu ăn vô chảo mình canh mình đổ xăm xắp cái bánh Nếu các bạn thích cái bánh nó căng phòng đó, thì mình đổ dầu nhiều gấp 3 lần như vậy nhé. Rồi bây giờ mình nấu ở mức lửa nhỏ cho cái chảo dầu này Nó nóng lên một xíu Chảo dầu nó hơi sủi tâm như vậy là dầu đã đủ độ nóng rồi bây giờ mình cho nửa vá bột vào giữa tâm chảo như vậy mình cho cao vá một chút để bột nó chảy đều ra để cái bánh nó trông tròn trịa và hấp dẫn hơn bây giờ mình rắc lên mặt bánh một ít hạt mè nếu không có hạt mè thì mình không cần cho vào cũng được bây giờ mình rán bánh ở mức lửa nhỏ đến khi mặt bột bên trên của chiếc bánh này nó khô ráo rồi mình chở bánh nha mặt bột bên trên của chiếc bánh này nó đã khô ráo rồi. Bây giờ mình chở bề và mình rán bánh ở mức lửa nhỏ. lâu lâu mình trở bề, mình lật qua lật lại đến khi cái bánh nó chín vàng đều cả hai mặt. Cái bánh lúc này mình rán ở mức lửa nhỏ thì nó đã chín đều hai mặt rồi. Bây giờ mình mở lửa lớn hơn một chút để cho dầu nó sôi mạnh. Để cái bánh nó thoát dầu ra thì cái bánh nó không có bị ngậm dầu Rồi mình gấp bánh ra cái dĩa có lót dây thấm dầu hoặc là cái rổ thưa Phần bột còn lại mình cho vào Mình rán y chang như vậy nha Công đoạn làm bánh của mình đã hoàn thành rồi các bạn Những cái bánh trông cũng rất là ngon Bánh mình mới rán xong thì cái mùi rất là thơm Cái bánh nó rất khô ráo không có bị ngậm dầu Khi mình ăn thì cái vị ngọt nó vừa đủ còn cái viên bánh nó giòn Cái phần bột nó dẻo dẻo dai dai Cái vị sữa và trứng thì nó béo béo Các hương vị nó hòa quyện lại cái bánh này Tuy đơn giản nhưng ăn cũng rất là ngon Mình làm món bánh này để mình làm món ăn vặt Hay mình làm để ăn những bữa sáng nhẹ nhàng cũng rất là ngon Nguyên liệu và cách làm món bánh này thì nó quá là đơn giản dễ dàng Mình nghĩ là ai cũng có thể làm được khi xem video nếu các bạn thấy thích món bánh này thì các bạn thử làm nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Video chia sẻ cách làm bánh bột mì rán của mình. Tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới tiếp theo từ kênh Bếp Bình Bình của mình nhé.